Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái hộp điều khiển bạt của ô tô anh em nhé. Đấy, hộp điều khiển bạt của ô tô. Đây. Anh em mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Đây là hàng mới 100% anh em nhé, được sản xuất theo công nghệ của Hàn Quốc. Đấy, được sản xuất tại Đài Loan. Đó. Về cái cấu tạo của sản phẩm thì nó khá là đơn giản, vỏ bên ngoài được bao bọc là một lớp xếp, một lớp hợp kim sắt cao cấp, phía bên trong là những mạch điện, bảng điện để gắn những con chip để chúng ta điều khiển sự lên xuống đóng mở của bạt. Đây chính là công tắc này. Đấy. Vâng, vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái hộp khiển của bạt ô tô. Anh em mà cần tư vấn thì hãy liên hệ với em nhé. 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp.